chiếc M1 sở hữu con chip M1 mạnh nhất hiện nay, nên có một cấu hình với tốc độ xử lý quá khủng khiếp. Thiết kế thì vô cùng là sang chảnh. Trong tầm giá 30 triệu thì những con chip Intel i7 cũng không phải là đối thủ của Apple M1 đâu nha. Và nếu như bạn không đủ tiền để mua MacBook mới thì các bạn có thể mua MacBook cũ tại cửa hàng Minh Tú Mobile nè. Và sau đây sẽ là những kinh nghiệm khi mua MacBook cũ của Nhi, Nhi sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Điều đầu tiên quan trọng nhất chúng ta cần kiểm tra đó chính là cấu hình của máy. Thì ở đây chúng ta cần phải kiểm tra xem là chip, RAM, ổ cứng, cấu hình, card màn hình. Cách kiểm tra rất đơn giản, các bạn chỉ cần bấm vào quả táo góc trên cùng bên trái, cái chỗ mà About This Mac. Ở đây thì các bạn sẽ có tất cả các thông số về chiếc MacBook, bao gồm đây là dòng máy đời nào nè, cấu hình chip, RAM, rồi card đồ họa của máy và serial number. Và để xem ổ cứng có bao nhiêu GB thì mình chọn vào tab Storage. Ok, tới bước này thì chúng ta có thể xem được những cái cấu hình cũng như là thông số cơ bản của máy rồi. Và chúng ta chỉ việc xem thử là cái nhu cầu của mình ở đâu và chúng ta sẽ mua máy cho phù hợp ha. Và một cái lưu ý nữa khi mà mua MacBook cũ đó chính là chúng ta phải xem thử là cái bảo hành của nó còn hay không. Để kiểm tra thì mình làm theo bước vừa nãy, bấm vào cái quả táo trên cùng bên trái, cái là About This Mac, copy cái dòng serial number, sau đó thì các bạn vào trình duyệt web và cái đường link truy cập thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Đây là trang web kiểm tra thời gian bảo hành chính thức của Apple. Tại cái ô Enter Your Serial Number thì chúng ta hãy nhập series đã cấp tại đây. Tại cái ô Please Enter the Code thì chúng ta sẽ nhập cái mã xác nhận trong hình. Sau đó thì nhấn vào nút Continue, kết quả sẽ hiện ra những cái thông tin về bảo hành của thiết bị đã có những cái loại hỗ trợ nào hoặc là thiết bị đã hết hạn bảo hành hay chưa. Tuy nhiên cái vấn đề bảo hành thì các bạn không phải lo khi mà mua máy tại Minh Tú Mobile, bởi vì khi mua ở đây thì các bạn sẽ được hướng dẫn mua cái gói là Apple Care, hoặc là đặc biệt hơn các bạn sẽ được bảo hành sửa chữa lên đến 1 năm lần đó nha. Và thêm một cái lưu ý nữa khi mà mua MacBook đó chính là về pin. Chúng ta phải xem thử là máy pin còn hoạt động tốt hay không và tình trạng pin hiện tại như thế nào. Ok, và các bạn thì vẫn vào cái mục About This Mac nha. Ở cái tab Overview thì mình sẽ chọn cái dòng System Report. Ở bên trái thanh menu thì chọn dòng Power. Rồi ở đây là toàn bộ thông tin về pin của máy. Các bạn cần chú ý giúp mình hai dòng đó là Cycle Count là chu kỳ sạc và Condition là trạng thái pin. Cycle Count sẽ cho biết là pin này đã được sạc nhiều hay ít. Đa phần thì MacBook hiện tại sẽ có tối đa là 1000 chu kỳ sạc và bạn phải thay pin cho nó. Bạn nên chọn máy có Cycle Count thấp để tránh phải thay pin sớm. Còn Condition là trạng thái của pin. Nếu pin bị lỗi sẽ có cái trạng thái ở đây. Còn nếu như pin bình thường thì sẽ có dòng là normal. Và cái cách test pin hiệu quả thì chúng ta không thể nào bỏ qua cái việc là test độ chai pin. Mà cái thông số này thì nó sẽ không hiển thị ở trong cái mục cấu hình của máy hay là bất kỳ thông tin nào trên máy cả. Cho nên khi mua máy các bạn hãy đề nghị người cung cấp hướng dẫn bạn cách tải cái phần mềm Coconut Battery Check nha. Đây là cái ứng dụng có thể giúp chúng ta check được cái độ chai của pin. Phần mềm này khá là hiệu quả trong vấn đề phát hiện độ chai pin, cho nên bạn có thể hoàn toàn tin tưởng. Khi mà cài đặt phần mềm xong, chú ý đến hai vấn đề sau: Full Charge Capacity, đây là khả năng trữ điện hiện tại. Cái thứ hai là Design Capacity, khả năng trữ điện thiết kế. Nếu như mà cái mục này hiển thị dưới 100% như trong hình là pin chưa bị chai. Còn nếu như mục này chỉ có 80% thì có nghĩa là MacBook pin chai đã đến 20% rồi. Điều này đồng nghĩa với việc phải thay pin mới thôi. Và một bước không thể thiếu đó là kiểm tra toàn diện phần cứng tự động với cái phần mềm là Apple Hardware Test. Thì Apple Hardware Test chạy trên cái dòng Mac từ 2013 trở về trước. Còn trên các cái mẫu Mac mới hơn thì được thay thế bằng Apple Dynamic. Để sử dụng Apple Hardware Test trên Mac thì chúng ta cần thực hiện các bước sau đây. Đầu tiên các bạn hãy kết nối máy Mac với bộ sạc để chúng ta có thể đảm bảo điện năng trong suốt quá trình kiểm tra phần cứng nha. Sau đó switch down và khởi động lại thiết bị. Để ý rằng trên màn hình và bấm giữ phím D khi mà màn hình chuyển từ màu đen sang màu xám. Sau đó thì các bạn hãy tiếp tục nhấn giữ phím D cho tới khi nào bạn thấy trên thanh tiến trình sẽ xuất hiện. Nếu như Mac đang đi vào khởi động công cụ Apple Hardware Test thì bạn sẽ thấy màn hình logo dạng Pixelate. Và nếu như mà Mac đang khởi động vào Apple Dynamics thì bạn sẽ thấy một cái thanh Project. Và nếu như Mac đang khởi động vào Apple Dynamics thì bạn sẽ thấy một cái thanh ProRes Bar đơn giản, hoặc là một cái màn hình có lựa chọn ngôn ngữ. Nếu thiết bị khởi động vào Apple Hardware Test thì bấm chọn vào ô Perform Extended Testing, sau đó bấm nút Test hoặc là Checking Your Mac trên các model mới giúp tự động hoàn tất việc kiểm tra của mình. Các công cụ này sẽ hiển thị thông báo nếu như xác định được các sự cố phần cứng. Ok, và vừa rồi những cách giúp chúng ta có thể check được thông tin phần cứng cũng như là phần mềm khi mà mua Mac cũ. Các bạn thấy sao? Và đừng quên là tại cửa hàng Minh Tú Mobile luôn luôn bán những cái sản phẩm MacBook cũ rất là uy tín và sẽ có rất là nhiều khuyến mãi cho các bạn. Và trong thời điểm này nếu như các bạn mua sản phẩm tại cửa hàng Minh Tú Mobile á, thì các bạn sẽ được giao hàng nhanh trong vòng 1 giờ, hoàn toàn free trong nội thành luôn với hóa đơn từ 200.000 đồng. Các bạn hãy để lại ý kiến của mình về những cái thông tin cũng như là cái cách kiểm tra này nha. Đừng quên là like, share, đăng ký kênh của Minh Tú Mobile. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.